Hey, chào bạn đã quay lại với channel của mình. Ok, quay lại với game Liên Minh Tốc Chiến nha. Ok, hôm nay lại bị ép đi rừng rồi bạn. Mà đi rừng nói chung là cũng gọi là một trong những cái lane mà mình có thể thể hiện được hết kỹ năng của mình mà ha. Bây giờ mình đi con Evelynn. Evelynn này mình cũng đã chơi rất là nhiều rồi. Nói chung cũng thuận tay à, cũng thuận tay. Bên kia hình như là Zavan. Zavan này chắc là ăn bù lưu trước đúng không? Vậy gì tôi vậy thì mày ăn lưu thì tao lẻm con bùa đỏ của mày vậy. Không, tính ra con bùa đỏ này dễ cướp các bạn. Bùa đỏ dễ cướp tại vì bạn đặt con mắt ở đây á, bạn có thể nhìn thấy ở phía bên nhà của nó luôn đó. Bạn dụ nó vô cái bụi cỏ bên đây á thì bạn cũng dễ chạy à, bạn dễ chạy à, lỡ mà nó có sồ ra mà mạnh quá rồi bạn tóc biến bạn chạy xuống rồng cũng gọi là một phương án à, một phương án. Nhưng mà cái này mình ăn được con bùa đỏ này là cái chắc rồi, thấy không? Đi rừng là hổ báo một chút xíu cũng không sao đâu. Tại vì mình biết thằng Java nó có thể ăn bùa xanh trước à, bùa xanh cũng là một cái bùa lợi rất là lợi thế cho mấy con mà như Java thì nó ăn trước là đúng rồi. Cho nên là mình quyết định là mình ăn. Chủ vắng nhà à, chủ nhà vắng nhà thì tên lẻ mẹ của bùa đỏ luôn. À, tiện đường công tác thôi à, tiện đường thôi không sao đâu bạn. Thằng Zaban nó ăn bùa xanh xong, nếu mà nó không ăn bùa quái nó qua cướp của mình thì cũng coi chừng. Tại vì con bùa đỏ của mình là không có mắt nha à, thì cùng lắm đầu quề mình để sao biết không. Bạn mà hiền quá nó cướp bùa đỏ của mình rồi mình ăn bùa xanh của mình là mình lỗ sao à, mình lỗ sao. Cho nên là mình phải gọi là chủ động à, tôi biết địch sẽ tấn công chúng ta sẽ kiểu như là phủ đầu à, đánh phủ đầu nó mới gọi là một cái chiến thuật xuất sắc đúng không. Rồi chúng ta vô, vậy là mình ăn được ba bùa lợi là mình ngon hơn thằng Java bên kia rồi đó. Thằng Java bên kia mà bây giờ nó nhìn lại bùa đỏ của nó chắc nó khóc mất rồi, chắc nó khóc mất rồi. Bùa đỏ là một bùa lợi. Ồ, đó nó đi qua nó biết nó mất bùa đỏ rồi, sao nó qua rừng mình nó kiếm. Kiếm cái gì nữa ơi, ta đi đường hoàn hảo như vậy rồi thì kiếm cái gì nữa. tội nghiệp thật sự. Cái đó giờ phải trách ai bây giờ? À, trách ai bây giờ, trách mình thôi bạn ơi. Đấy, ok. Tới luôn. Chết Nhật Bổn rồi. Ây da. Sao đây? Hay, mình là mình chiêu 2 vô là mình chờ. Mình chờ nó tròn thôi, là mình chiêu 3 vô một cái là nó bị gọi là khiêu khích các bạn. Nó bị khiêu khích, chết liền, hết máu rồi, chạy đi đâu được. À, đột nhiên có một mạng khỏe re liền ha à, khỏe re liền. Con này thì mình cũng không có cái không có skin với lại đi bảng thì cũng đi bảng rất là bình thường à, đi bảng hồi chiêu với lại một cái chống chịu chút xíu thôi, chứ còn không có gì đặc biệt. Nếu mà bạn coi thì mình có thể để cái bảng ấy bên dưới đây cũng bình thường thôi. Nhưng mà chơi á, lúc đầu mình chơi game này á thì mình có hơi bị khó chịu ở cái việc là nó chưa có quen cái animation của mấy con tướng á, cho nên là nó hơi bị khó chịu một chút thôi. Nhưng bây giờ thì nó quen dần rồi, đi đường khá là mượt rồi, giờ mình cũng hiểu được là cái game này nó hoạt động như thế nào rồi bạn à, nắm được cái cốt lõi là ổn rồi. Đây tới luôn bạn ơi, tới luôn, đúng rồi, trời ơi, cái bài vàng tuyệt vời. Hồi cái bài vàng đúng đỉnh luôn. Hay. Vậy thì chạy đâu được nữa. Ôi, giết được AD à, giết AD. Vậy thằng support này chạy đâu đây? Support chạy đâu? Ây da. Chết rồi. Ghê nhờ. Nè. Mình hết anh tiêu, không biết chơi lại nó không đây chứ. Giết thằng bọt đi. Giết. Ừ rồi. Ok, thấy chưa? Câu giờ lên, câu giờ để thằng kia giết support rồi. Xong, fit vào. Hay quá fit ơi. Lấy tiền, đột nhiên cái có thêm hai mạng nữa, mày thấy không? Tạo áp lực liền, mình đứng ra đó mình cản thằng dứt lại, xong rồi cái thằng support kia chạy đâu? Mày chạy đâu con sâu? Ôi, chạy đằng trời, không khỏi nắng. Hai thằng kia nó đánh nó không giết được support đó là nó có lỗi với mình, mày không? Mình bọc hậu rồi, mình chặn hậu đối phương là không có thể có tiếp diện được rồi. Vậy mà còn ăn không được nữa thì thôi luôn. Okay, qua ăn con Red nữa để Zavan bên kia nó cướp nó. Zavan nãy giờ nó không đi găng được phát nào hết tại vì nó bị thọt rồi đó bạn.
À, bị thọt liền, mất con bùa đỏ là đánh quái nó thọt liền chứ, đúng không? Mình bây giờ mình có hai mạng rồi, thằng Javan giờ chắc là khó chơi mình rồi. Dù mà kiểm soát rừng chắc là mình là bá đạo rồi giai đoạn này rồi. Javan khó lắm rồi. Javan khó giai đoạn này rồi, tại vì mình bây giờ mình lợi thế quá, mình lợi thế về mặt trang bị với lại level quá. Thằng Javan khó lắm. Mình có hai mạng nữa chứ, tiền của mình cũng có nữa. Bây giờ mình về là mình lên được một món lớn luôn. Mình về là lên được một món lớn luôn. Rồi về luôn là lên được món lớn đôi giày. Đấy. Ôi chết rồi, không đủ tiền hả ta? Vậy mắc tiền dữ nha. Tính ra đủ 500 lên đôi giày xịn lên, xịn hiện hiện chút xíu mà thôi. Ra con rết thôi. À, ra con rết thôi bạn. Tại vì con rồng lửa là mình đó rồi, đi con rừng này là rừng sát thương mà. Gặp con rồng lửa là mừng gần chết luôn á, nó thẳng luôn là mừng gần chết luôn á. Gì? Gì? Sao? Muốn không? Chơi là chơi luôn á nha. Chơi là vô luôn á, mà tại vì nó không dám vô, team kia không dám vô. Để từ từ. Hay quá, thằng Olaf ở dưới kia nó cũng xanh. À, thằng Olaf dưới kia nó cũng xanh nè, ra chặn hậu. Giết được nào thì xúc đó luôn nè. Chạy rồi. Thằng Tisserface nó không chịu bài vàng sớm, nó bài vàng sớm là khỏe rồi. Ở nó bài vàng sớm là khỏe rồi. Không có thằng nào ra rồng luôn. Vậy thôi tao ăn rồng mình vậy. Hai thằng đi mid cũng không hiểu tại sao luôn á. Không hiểu tại sao hai thằng đi mid luôn. Nãy tới sofa trên kia đang ngon mà, đang có mạng mà tự nhiên lại xuống mid làm gì. Hai thằng mid luôn rồi chết luôn dưới đó luôn. Hay thật sự luôn. Mất zin luôn rồi. Rồi hai thằng chết luôn rồi, bỏ AD trên kia chết. Khổ tâm lắm cơ. Tôi đang bùa đỏ rồi, ok. Tính ra giúp AD sau nhưng mà AD nó chết sớm quá. Mình đang ăn dở con bùa đỏ rồi, đâu ra được bạn. Phải ăn cho nó sạch chứ. Rồi ăn mà phải liếm mép cho nó sạch chứ bạn, chứ không mà để lại là nguy hiểm nha. Thằng Java bên kia thì nói chung cũng cho hỏng, mình nghĩ chắc nó cũng không có đam, nó giết bùa đỏ, bùa con rồng đỏ, con rồng lửa nó nhanh. À, một mình ăn được con rồng à, mà dạo này chơi game này nhiều ông đi rừng nghe nó bị phe phe không sao, nhiều ông đi rừng không có cái tâm thế ăn rồng, không có để ý rồng luôn á. Gần như là nó bỏ quên con rồng luôn. Đánh 15 phút rồi mà team bạn á ăn hết con mẹ nó rồng luôn. Không, bên mình không có một combat nào rồng, bên nó ăn gọi là cho ăn free luôn á, đúng kiểu là cho ăn free luôn á. Mà rừng xanh chứ đâu phải rừng thọt đâu. Team xanh, đường lane xanh mà cuối cùng không có con rồng nào hết. Ôi ơi khổ, khổ tâm lắm luôn. Nhiều ông không có biết cái sức mạnh của con rồng là gì mà. Con rồng thấy vậy chứ đỉnh à, con rồng thấy đừng tưởng nó là một con mà con rồng vậy thôi, tưởng không nhiều à. Ai nói nó búp cho team cả những cái bùa lợi khủng khiếp lắm luôn bạn. Đó là mà búp cho toàn bộ team nha, chứ không phải thể loại giống như Luhares là nó búp một thằng đâu, không. Búp cho toàn team mà thời gian là cả trận nha bạn. Thôi nó ghê là ghê cái chỗ đó đó. Ê, đây đây thằng Nhật Bổn này chạy hả? Chạy cũng khôn đấy, chạy cũng hay đó chứ. Nó quay ngược về là nó chết rồi. À, nó chạy như vậy thì nó có thể chạy được, có thể thôi coi mà. À, có thể thôi chứ còn mà cái trong cái trường hợp này là mày không thể. À, you can, ok, mày không thể, ok, you can, hợp lý nha. Ok rồi, hay lắm. Mình ăn bùa đỏ nó ăn con chim của mình rồi. À, ba mạng rồi, trời ơi, rừng mà ba mạng mà thể loại mà Evelyn này chút xíu mình gặp thằng AD mình chỉ cần hút gió cái là AD nó tử nạn. À, hút gió cái là AD nó tử nạn. Rồi ơi dây thì sao chơi được. Rồi xong luôn, tiếp theo là bùa con rồng nước. Đây tiếp theo là rồng nước nhưng mà đi xuống dưới đây để chặn thằng Na-Na-Sết lại, tại Na-Sết chắc có quy cũng nhiều. À, ở bên dưới không biết có farm được hay không nhưng mà chắc có quy cũng nhiều. Chết nè, chết nè, chết mày luôn nè, tới mày luôn nè. Chạy đâu? Ô, chạy đâu bạn? Trời ơi, chạy đâu? Chạy đâu? Quên, đây đây đây, thằng này luôn nè. Choáng một cái lấy tiền luôn nè, choáng cái lấy tiền luôn. Mình có hỏi anh tiêu rồi. À, mình hỏi anh tiêu rồi. Giờ mà choáng thằng nào mà nằm trong tầm của mình là mình nhào vô bằng chiêu A, chiêu 3 xong cái cấu 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 hai cái bằng chiêu chiêu 1 xong rồi anh tiêu một cái là thôi xong. Combo mày hoàn hảo luôn. Gì đây? Gì đây? À, mất dạy nha, ăn con này của tao.
Mé cây thì biết vậy, trừng phạt mẹ luôn cho rồi. Tại mình để cái trừng phạt để mình đánh người à, để trừng phạt mình đánh người thôi, chứ không là mình trừng phạt con cua luôn pha đó rồi. Mé cây thiệt, làm mất con cua. Ăn đã xong ra anh bắn cái bụp xong nó ăn luôn. Cướp trắng trợn, cướp ngay. Đàm hộp hội 620, 20 đàm 620 đam mà thằng AD bên nó mà nhiêu đó đam thì thôi luôn, khỏi phải bàn về cái vấn đề mà sắp chết, chắc không phải mà cái nửa ống có luôn á. 620 đam bên kia dám đi nửa ống lắm á. Ok, trên đó hai thằng thì mình không chơi được rồi bạn, nhưng mà mình bắt lẻ được. Nếu mà thằng AD nó chui vô rừng một cái đi, mình chỉ cần là chiêu hai mà nó chạy nửa đường thôi, không cần nhiều, nửa đường thì mình báu tới chết luôn bạn. Ủa nó không về luôn hả? À ghê nhờ, mình vậy là mất trụ rồi, mình xuống ăn sập bọt nó mới được. Nếu mình sập bọt này hớ hên mày chết con ơi. Thôi, thôi 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 xong rồi, chạy 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 rồi. Cái what the fuck gì hả, chiêu cuối yếu dữ trời, giết nó. Ôi vậy mà mình không có support luôn hả? Tao đánh thằng AD nó cũng nhiều mà ta. Hay là mình chưa chạm thằng AD nó luôn hả? Đâu có, mình phải đánh AD nó rồi chứ. Tại sao lại không? Ôi, bốn mạng rồi, chết pha đầu tiên này sàm cứt thiệt sự luôn. Biết vậy không ra ham thằng support chi không biết. Chết mất cái mạng, à, mất zin luôn. À, mất zin luôn, 413 luôn, quá tuyệt vời luôn. Bốn mạng là mình xanh lắm rồi. Mà chết mạng hơi hơi nhảm. Ờ, chết mạng hơi nhảm, biết vậy đừng ra. Hoặc là vô thằng AD luôn, mà vô AD sợ 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 thằng kia nó kéo. Ờ, mình vô AD thằng kia nó tưng với nó kéo lên thì khó lắm. Mình vô luôn, vô sập bọt luôn, tính dồn nó chết luôn là thằng AD nó chết theo luôn. Tính dồn sập bọt chết được là khỏe liền. Ai về dồn sập bọt không đủ đam. Hơi fail. Tính cái đam hơi fail, không biết thằng đó lên đồ có kháng phép hay không mà sao có vẻ như mình đánh nó không đau lắm nha. Nguyên cái anh tiêu vô mặt vậy luôn mà mất có một lóng à. Mất có lóng máu là khoảng 100 máu ha, 200 gì đó. Vậy thì ít quá. Ồ, vậy thì ít quá, có vẻ như là cái thằng Blitz răng đó nó hơi bị trâu chó, hơi bị trâu chó đâu. Mình đi rừng là mình ăn rồng cho team là đủ luôn, gần như là không sót con nào luôn, trừ khi là team mình thọt quá thôi. Ra cơm bát rồng mà kiểu như không 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 có chơi lại đối phương á, thì có đó còn khác. Chứ mình mà đã đi rừng rồi á, thì rồng là mình ăn được một mình là mình ăn hết luôn. À, nhất là cầm Olaf, con này là nó gọi là Olaf xin giao rồi mình tự ăn rồng không luôn. Con này thì nó hơi giấy chút xíu cho nên là không có dám tự ăn rồng, chứ mấy con khác là mình tự ăn rồng không luôn. Không có khi nào mà mình đi rừng mà team không có khoảng chừng hai con rồng. Ít lắm, hiếm lắm bạn ơi. Mày này. Đây đây. À, Nasus sao đây? Sao chạy ơi? Choáng, ôi choáng hay quá nhờ, hay, ôi choáng hay thật, ôi năm năm một năm rồi, ghê không, bà thấy Evelyn chưa? Nó bây giờ nó tự tàng hình xong nó tự hồi máu lại luôn, bây giờ mình ra mình ăn cái bông này nữa cái là mình đầy máu lại cái mình vô chiến tiếp, mà hên là cầm ngàn tiền đó nha, cầm ngàn tiền rồi đó nhưng mà mình vẫn gọi là chơi theo kiểu là gọi là không phải là gì nhưng mà ít hổ báo à, không có múa, không có múa, không có thể hiện kỹ năng phải không, nhưng mà mình sẽ thể hiện cái sự hiệu quả của mình thôi. Về vậy mày có Javan thôi, 27 đánh một là tụi bay lời rồi, cho nên tao không chơi. Rồi cái gì mà lỗ không có chơi bạn, à, cái gì mà lỗ không chơi lời mới chơi, mới lỗ quá à chơi. Sao vậy? Đây nè, trời ơi, đam, bạn thấy đam chưa? Bạn thấy đam chưa? Đấy. À, bây giờ vô mid này. Trời nó đẩy hết ráo rồi. Bên kia chưa chết. Ờ, à, chết một con ra sết rồi. Ghê vậy ta. Team khỏe dữ vậy chưa? Không cần mình luôn. 4 đến 5 luôn á. 4 đến 5 giết được team địch luôn. Giết được 3 thằng luôn rồi. Thôi xong rồi. Như vậy thì ăn cái gì được nữa đây? Khó quá nha. Mày hả? Rồi dướng trong đây luôn rồi, hay lắm, hay lắm con trai. Rồi dướng luôn trong cái lồng luôn, phải đặt cái lồng chất chơi thiệt. Win luôn. Đi rừng về mà không thắng sao được bạn.
Đi rừng dây mà team không thắng nữa thì đó là sai rồi. Ok, anh em đang xem đó, lại cho mình một like và đăng ký ủng hộ channel của mình nha. Rồi, cảm ơn mọi người. Nhớ comment bên dưới, anh em sẽ được thả team. Rồi, tham gia nhóm bài đàn Hama Gaming trên Facebook nha. Rồi, chào mọi người.